Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 16 tháng 8, Ban tuyên giáo tỉnh ủy Lào Cai tổ chức bế mạc và trao giải hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2024. Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã tới sự. Các thí sinh trải qua 3 phần thi, gồm soạn giáo án, giảng trực tiếp, trả lời câu hỏi liên quan đến nội dung bài giảng và câu hỏi nâng cao kiến thức Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba, sáu giải khuyến khích và sáu giải chuyên đề cho các thí sinh. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị cấp ủy các cấp tiếp tục quan tâm bồi dưỡng, phát huy sở trường năng lực của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị, tiếp tục đóng góp thiết thực vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao nhận thức, củng cố lập trường, quan điểm chính trị cho cán bộ đảng viên. <laughs>